Phong chết luôn có số, phú quý lên cho trời. Trải qua nhiều lần gặp biến cố, bất công ở trên đời, tao vẫn ung dung tự tại. Dù nói không nên lời trước những thăng trầm, cuộc sống không biết nên khóc hay nên cười. Công lý ngày càng biến chất, đồng tiền và quyền lực, công bằng ngày càng biến mất. Giữa uy danh và sự thật, mọi người tranh giành miếng đất bằng mưu kế và kiến thức. Những kẻ thức thời là tranh tân kỳ, chỉ chờ thăng quan và tiến chức. Hát mặt lực đạo tao vẫn cô độc, chấp nhận đi sửa và lằn ranh. Im lặng là lực bất thăng bằng, một khi đã đi thì không được lùi, phải đẩy tiến độ ngày càng nhanh. Bữa nay em thấy trong người của thằng Nhớ là cá chết rồi, nó đi nó bắt được thủ phạm với thằng Nhớ, coi như lấy con trộm tội. Đó khi xe chạy vô dừng lại, tôi đi in vô là hai vô ngồi nói chuyện. Vô ngồi nói chuyện là này nè. Nè. Giờ nè, đặt cho em cái ống 50 á. Đây nè. Tôi đi theo cái xe chạy in cho em vô nè. Rồi, chơi thử nha. Rồi, giống như nãy rồi đi. Rồi, thử. 2, 1. Chạy ngang đây nè. Rồi, 3, 2, 1, diễn. Mày đi luôn đi, đừng có về. 3 năm gặp lại. Nhớ mọi người quá. Trời ơi. Ơi, 3 năm rồi. Trời ơi, lẹ quá. Này là cảnh quay thập bát ca sẽ nhảy tàu. Sẽ nhảy tàu xuống sông. Và chính thập bát ca sẽ nhảy luôn, không có cần một cái chờ thế. Tàu đang chạy á. Mà chỉ nên nhảy qua bên hông nè. Là có ok không, có bị dướng hay bị gì không? Không sao đúng không anh? Là nhảy qua cái là bơi ngang ra kia đúng không? Áo phao đâu kia ơi? Có đây nè anh ơi. Xuống cái là bơi thẳng xuống dưới luôn, mất khúc luôn chứ đừng có ngồi bơi rồi. Được, cố gắng. Biết sao? Biết sao cái mũi nào? Không, 1 giây thôi. Chỉ cần học xuống cái chú giữ, chú đếm từ 1 tới 5 thôi là được rồi. Tôi cắt qua hình khác liền. Hơi thì tới mấy chục giây được. Rồi.
nhất. Không, 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 không. Nhảy xuống cái vai cái phao nó nổi ngược lên, không thể nào lặn sâu được. Nhưng mà cái này vui. Tất cả chi tiết bao lần bị dồn và đứng cùng, không ai cho ta một nói thoát. Lần cuối ta thấy công lý chứ
bước quay lưng ta đi một lối khác, sẽ lầm đi theo ta từng bước, bắt ta phải chạy cho thật nhanh, muốn lại bao lần đi nữa vẫn nhớ cái tên Bì Long là một danh. Mắc kẹt trong sự phân tranh giữa lằn ranh cái thiện và ác, hành động đối lập suy nghĩ, kể cả lời nói trên miệng là khác. Đôi lúc chỉ muốn buông lời và tìm đến vì nắng là mẹ, ngày càng lún sâu vào trong cuộc chơi hòa quyện lẫn lộn giữa trắng và đen. Thì hôm nay quay cảnh hành động thì rất là tốt, chỉ có một chút sơ suất là mình bị thương ở mũi, là mình có đánh thập bát ca đánh với Bì Long, thì Bì Long có bị xui thôi, vô tình là đánh vào mũi thì bị trúng, thì máu chảy ra rất là nhiều và hiện tại là mình bị sưng, mọi người thấy không, nó sưng rất là to, thì mình sợ là bị gãy mũi này kia rồi thì không thể nào mà quay cho đoàn phim được, thì chạy tiến độ này kia tất cả mọi thứ thì sẽ không thể. Mình rất là mong là mũi ngày mai về đi khám thì sẽ không bị gì cả. Rồi tập trung đi mọi người, tập trung. Rồi, lấy em nằm xuống đi. Rồi, lấy cho miếng khăn ướt đi. Tóc là dùm em cái... Cho miếng khăn ướt em ơi. Canh hai máy ngay luôn đi. Bây giờ mày quay về, tại sao mày không nghe lời tao? Hả? Em mua vô giấc hổ! Mày! Nào! Thì mình cố gắng trở lại quay tiếp. Tại vì là tiến độ rất là quan trọng. Mình sợ chạy thăm like của tất cả mọi người trong đoàn phim sẽ ảnh hưởng rất là lớn, cho nên là mình... Mặc dù rất là đau, hiện tại tới bây giờ lại vẫn còn đau. Đau là nó bị thốn ấy, tại vì là nguyên một cú đấm hết cỡ vào mặt, vào mũi của Lợi, thì nó thật sự là nó giống như trời giáng thiệt luôn á. Mày là thập bát ca, tao chỉ thí dụ thôi. Và Lợi rất là mong là khi phim Bì Long Đại Ca ra thì tất cả mọi người sẽ ủng hộ phim, tại vì phim rất là hay, hành động drama rất là hay luôn. Lợi cam đoan với mọi người không xem là rất là uổng phí, và rất là mong mọi người sẽ share phim Bì Long Đại Ca.
đâm nước cao ra đâm nè, thấy người ta đâm nhau thì mình lừa như thế nào, mình diễn như vậy thôi nha. Tôi gọi cho nó im vậy, coi cho tao đi nha. Lại bao lần đi nữa vẫn nhớ cái